Nhân cũng xin kính chào mọi người, chào anh Thuận nha. Thì hôm nay Nhân ra chuồng dơi của Nhân. Thì Nhân có mua một cái máy, ở đây thì gọi là túc dơi, ở bên ở trên YouTube bên kênh săn bẫy của anh Thuận á. Thì dơi nó về khá là ổn rồi anh Thuận ơi. Đây anh Thuận thấy một tuần mà về được nhiều như vậy là quý lắm rồi anh Thuận ơi, rất là đạt luôn anh Thuận ơi. Nay thì Nhân để từ sáng đến giờ thì nó khô nha mọi người, không có gì nha. Đây thì giờ này thì 6:15 rồi, thì dơi nó cũng sắp ra rồi. Thì Nhân có đem cái máy của anh Thuận ra đây nè, Nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Thì đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ hay tùy theo cái bài. Thì máy của anh Thuận thì hoạt động rất là êm luôn, hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, Nhân cũng có thử rồi. Đây Nhân mở lên cho mọi người xem. Này mọi người nhìn kỹ trên này nha, nếu mà Nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài, bài thứ nhất nè, bài thứ hai nè, bài thứ ba nè, bài thứ tư nè, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thuận và bấm vào kênh săn bẫy ủng hộ anh Thuận nha. Thì giờ này chắc cũng gần 6:30 rồi, dơi nó cũng sắp ra mọi người. Thì chuồng dơi là nó chiều dài chiều cao là nó tầm khoảng 9 đến 10 mét, còn bề dài bề ngang của Nhân thì bề ngang thì chân đó thì chân qua đó thì nó chân ở dưới mình thì mình làm cho nó rộng, thì ở trên thì mình làm cho nhỏ lên, cũng như cái tâm thì dơi nó hạ xuống thì nó rộng thì dơi nó dễ đi ra. Giờ cũng dơi sắp ra rồi, chút dơi ra Nhân quay tiếp cho mọi người xem nha. Đây dơi ra mọi người, đây giờ nó ra mọi người thấy là nó đảo đó. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh, nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con mũi thì nó vô rồi đó mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó về mau á thì mọi người treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4:00 sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Đấy thì nó bay cũng khá là đông luôn, lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu, thì mình cứ gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn, một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn anh Thuận nhiều nha. Đấy mọi người thấy đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây đó, nó ra vô rất là mau luôn. Rồi mọi người nhớ chủ, nếu mà có ai có làm chuồng dơi thì mình cứ chú ý là mình phát quang xung quanh nha, mình đừng để cho nó có cỏ hay nhiều nha, vì gắn nó lên là dơi nó đi liền mọi người. Thì bên đó thì có trồng tràm thì đất của người ta thì mình không nói được, nhưng mà vòng vòng đây thì Nhân thì làm sạch rồi đó. Thì cái chòi đó thì Nhân lá dự trù. Đấy, nó ra chưa hết đâu mọi người, nó ra còn lai gai, nó còn rung lá cho nên rất là nhiều.
Nếu mà như vậy là giờ này là tầm khoảng 6:20, thì hôm qua thì có 6:30, hôm qua mình ra đây thì 6:30 nó mới ra đi ăn. Này nó đi ăn, nó không có ở đây đâu, nó cứ ăn xa lắm. Nếu mà dơi nó đã về rồi thì mọi người cứ yên tâm, không sợ dơi đi nha. Chỉ có sợ là gắn lên thì nó mới đi thôi. Chứ có một cái là ở đây thì nó có con chim thầy bói, ở đây người ta gọi là con bù cắt á, là nó chuyên gia là nó lại đảo đớp con dơi này nè. Mọi người cứ nên cẩn thận nó. Thì nó rất là nhanh luôn, dơi nó cũng dơi không làm không lại đâu. Nếu mà nó chịu vượt dơi rồi thì chắc chắn con dơi nó phải chết. Nên mình hồi nãy mình cũng có đem một cái ná theo để mình coi có nó thì bắn. Hôm qua mình có bắn trúng một con, bắn trúng nó kêu rồi, nhưng mà mình không có, tối quá mình không có kiếm nó, nên là thôi mình quyết định bỏ nó vô. Nói ra thì vậy không hết mau đâu, nó cứ gà lại gà vậy đó mọi người. Chứ nó nếu mà nó gà nhiều quá là nó tuôn một cái là nó đụng cột là beng beng luôn, thì nó đau, nó không có gà nhiều. Rồi video thì cũng hơi dài, xin kết thúc. Thì cuối video thì Nhân cũng xin cảm ơn Thận rất là nhiều. Mọi người nhớ đăng ký vào kênh Săn Bẫy của anh Thận nha. Thì cuối video thì Nhân cũng xin chúc cảm ơn anh Thận. Thì chúc anh Thận dồi dào sức khỏe và mua bán đất anh Thận ơi. Rồi nếu mọi người thấy hay thì anh Thận có chia sẻ, mọi người thấy hay thì like và chia sẻ giúp anh Thận nha. Rồi Nhân xin chào mọi người. Chào anh Thận luôn nha anh Thận ơi. Đây, mình đang bắt tiếng dơi, đây là cái remote nè. Remote của mình là nó quay cái remote này. Sao tôi thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại đồ đủ thứ. Đến hồi mình sáng khi mình leo mình lấy cái loa xuống cho mọi người coi nha. Vừa quay cảnh chơi về đi. Nó về cũng lâu lắm. Chứ khác nữa gì khoảng 20 phút mới hết. Đấy. Nó xíu mình làm có 6 mét mua cây cột về dựng lên luôn. Không có gối cột gì chứ. Nhẹ. Đây ngồi thì không thấy toàn cảnh được, nó dơi dậy. Sầu riêng á, có vườn nhà sầu riêng nó rất là thích phân dơi. Mít, chanh, ổi, đủ thứ, lúa nữa, bên kia là mình bằng lúa. Nửa vườn, nửa lúa. Em ở Đồng Tháp á, bên kia là Gò Mã. Okay. Đó, thấy chưa? Nay thời tiết nay không đẹp, sáng sớm mây mưa gió bão gì ôi. Ở giờ mình về đó thấy sơ mọi người vui lắm, làm lên cái chuồng dơi mới đây mà nó về được vậy là mình mừng lắm. Cái xứ đây có mình em làm luôn, làm lên ai cũng nói mình khùng không, làm tào lao không, thấy không? Chuồng mình làm vậy không có gắn gích gì lên nữa nhá. Mấy cây mà em dám hy sinh 2 cây sầu riêng ngay cái nền cái chuồng rồi đặng em làm cái chuồng đó. Còn như mấy con mà chim săn mồi á, con nào đảo đảo gần gần đây em lấy súng em bắn chết sạch. Bịm bịp em còn không tha. Đấy.
Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thận nè, anh Thận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm lên cái chuồng rồi đó mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á, mình liên hệ cho anh Thận nha anh em, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dĩa duyên để buôn bán gì hết á. Bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu. Mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được. Buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin. Đi bẫy chim đồ, các kiểu, lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng đêm lấy cái lo xuống cho mọi người coi. Đấy. Giờ thì sáng rồi nó cũng gì lê gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng nên quay cho anh em xem á, chứ lúc chặn dạng là nó về còn mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lê gai, lê gai, lê gai. Nó rút gì thấy không? Cái tiếng giờ mình bắt nó rút xa nè, nó rút về nè, thấy không? Đó, đó, à. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây, đây là cái lò này. Cái lò này em thử nè, rất là gọn nhẹ. Pin hát một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây. Nè. Mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển. Cái đồ nhất thiết thấy đâu nè. Nè, đang hát thấy không? Nè. Nè. Em bấm đứng lại nè. Không quên bật công tắc. Nè. Rồi, im. Phát. Đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy, em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nó mới lấy tiếng khác đấy. Đấy, này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Em bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Vậy nghe mọi người, để mình lại em quay cái phần của em của giờ cái cho mọi người coi sáng cái nè, cũng vô cái được. Ủa, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ủa, con dơi này phải đuổi nó đi mới được, rồi nó đậu vô luôn rồi. Con quỷ đó, phần của em mọi người. Hôm mới nãy giờ hôm giờ nó ỉa được trên đây nè, ngày cá ký á, đây tới trưa em lên hốt đêm phơi là cá ký á đó. Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phần mình làm chuồng mình ở nhà vậy, gà bón cây luôn đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lần sau cùng cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha anh Thận. Đó, nó bay ra anh em thấy rõ không, nó bay ra đó. Con này có nghĩa là con dơi đầu đàn phải.
nó bay ra coi có trời mưa hay này kia không á. Nó giờ nó ra đó anh em. Nó tổ ra đó anh em ơi. Nó chở một góc thôi nha anh em. Mới một tuần mình treo máy anh em, hiệu quả cũng tốt á. Cái này là cái thành quả của cái máy túc dơi của ông mà cảm ơn anh Thuận phải không? Nó một tuần nó về á, được khoảng 30 con á, mà tại vì cái thời gian mình ấy nó không có đúng giờ như anh Thuận chỉ nữa, tại mình cũng đi làm phải không? Mình đi làm nhiều khi mình cũng làm sai giờ, anh Thuận chỉ nhiều khi khuya 4 giờ sáng, 4 giờ sáng là mình ra mình treo, cho tiếng nó tiếng kêu, tiếng máy kêu anh em, cho dơi nó đi ăn về là nó ghé vô chuồng mình ở luôn. Mình chỉ mua một tuần thôi mà mình chỉ treo có 4-5 ngày thôi, tại kẹt thời gian đi làm này, bữa có đi về quê nữa, đi về xứ 2 ngày nữa. Hiện tại thì dơi mới về nên nó chỉ ở một phía một góc thôi nha anh em, nó chỉ ở một góc bên đây thôi, tại mình mới có mua máy một tuần à. Đây anh em thấy phân dơi nè, cái dũng tròn này là mình tụ lại hôm qua, còn cái này là ngày hôm nay nè anh em, nó tầm khoảng 50-60 con á, 50-60 con hơn mình không để ý chính xác nữa. Đây hôm nay mình có đem cái máy của anh Thuận ra cho giới thiệu cho anh em coi nha. Cái máy này là nếu mà mua nguyên si về của anh Thuận bán là nó có cái vỏ nó nha anh em, cái vỏ treo với lại cái thẻ nhớ. Mà theo hướng dẫn của anh Thuận thì mình làm vậy nè, cái này cái băng keo nha anh em, băng keo mình che cái bóng đèn lại, khi nó mình trôi treo lên tối á, đèn nó chớp nhiều khi dơi nó sợ nha anh em. Này anh Thuận cũng hướng dẫn anh em, mà có nhu cầu mua máy cứ liên hệ anh Thuận, anh chỉ cũng nhiệt tình lắm anh em. Đây mình mở thử tiếng cho anh em nghe, nó có 5 bài, mỗi bài nó cũng là tiếng dơi kêu mà mỗi bài có mỗi tác dụng nó khác nhau, nó tùy tháng tùy mùa nha anh em. Thì mình mở lên nha. Music mode. Đó anh em nghe rõ không? Đây là bài thứ hai, bài thứ ba nè. Mình có cái đầu mod nha anh em. Mod mình gạt xuống là nó điều khiển này mấy trăm mét nữa nha anh em. Ở trong nhà mình nó có cái chòi nè, mình ở trong chòi mình bấm ra không, không cần ra tới ngoài. Ví dụ mình muốn chuyển bài đây, mình bấm vô cái nút này đây. Đó, nó có 5 bài lại nha anh em. Nó, anh em nghe rõ không?